Mới đây nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến 12 tháng 4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Đình Huệ tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy cụ thể ông Vương Đình Huệ sang Trung Quốc lần này là để bàn về những vấn đề gì? Tầm quan trọng của chuyến đi này ra sao? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trả lời tất cả những câu hỏi trên thông qua một bài viết mới đây trên trang Taotiao với tựa đề Bộ máy nhà nước của Việt Nam có những thay đổi lớn. Chỉ trong vòng một tháng, 4 quan chức cấp cao đã được cử sang thăm Trung Quốc, tập trung vào hai việc chính. Tác giả viết, chỉ trong vòng một tháng, chính phủ Việt Nam lần lượt cử 4 quan chức cấp cao đến thăm Trung Quốc, mở ra giai đoạn tương tác ngoại giao chuyên sâu giữa hai nước. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu phái đoàn thăm Trung Quốc. Chuyến đi này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc mời. Với tư cách là cơ quan lập pháp của hai nước, sự tương tác giữa Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cho thấy sự tin cậy lẫn nhau về chính trị trong quan hệ hai nước đang không ngừng gia tăng và hợp tác trên nhiều lĩnh vực không ngừng phát triển. Để giải quyết những vấn đề có thể gặp phải trong hợp tác giữa hai nước, sự tương tác kịp thời giữa cơ quan lập pháp cũng là điều cần thiết ngay lúc này. Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là chỉ trong vòng khoảng một tháng mà chính phủ Việt Nam đã cử tới 4 quan chức cấp cao của mình sang thăm Trung Quốc. Ngày 18 tháng 3, trưởng ban đối ngoại Trung ương Việt Nam Lê Hoài Trung đã dẫn đầu phái đoàn thăm Trung Quốc. Tiếp đó là ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng sang thăm Trung Quốc. Khi đó thì ông cũng đưa ra tuyên bố sẽ học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển đường sắt. Ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu phái đoàn sang thăm Trung Quốc và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Quảng Tây. Có thể thấy là các quan chức được chính phủ Việt Nam cử sang thăm Trung Quốc bao quát mọi mặt, kể cả những người chịu trách nhiệm về các dự án cơ sở hạ tầng, cũng như lãnh đạo cấp cao của Bộ Ngoại giao. Và nay, họ còn cử cả các quan chức cấp cao của cơ quan lập pháp. Có thể thấy là 4 quan chức cấp cao quan trọng của Việt Nam lần lượt đến thăm Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng với hai mục đích chính. Đầu tiên là liên quan đến quan hệ song phương Trung Quốc-Việt Nam. Cách đây không lâu đã có những thay đổi lớn về nhân sự trong chính phủ Việt Nam, cụ thể là chủ tịch nước của họ đã từ chức. Thay đổi lớn trong bộ máy nhà nước này có nghĩa là việc ra quyết định của chính phủ Việt Nam về một số vấn đề có thể sẽ thay đổi. Là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, những thay đổi trong giới hoạch định chính sách của Việt Nam chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nước. Để đảm bảo sự tiến bộ ổn định trong hợp tác Trung Việt trên nhiều lĩnh vực và trấn an Trung Quốc, chính phủ Việt Nam cần liên lạc với Trung Quốc sau khi xảy ra những thay đổi cấp cao và nói với Trung Quốc rằng ưu tiên hàng đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn không thay đổi. Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Bùi Thanh Sơn mô tả quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là láng giềng, đồng chí và anh em, đồng thời nói với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị rằng Việt Nam ủng hộ sự phát triển và sức mạnh của Trung Quốc, luôn coi Trung Quốc là ưu tiên và chiến lược hàng đầu, lựa chọn chính sách đối ngoại, sẵn sàng duy trì hợp tác với Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác Trung Việt và xây dựng cộng đồng chung có ý nghĩa chiến lược, cùng chia sẻ tương lai. Điều này cho thấy dù người lãnh đạo cao nhất của chính phủ Việt Nam có thay đổi thế nào thì đường lối của Việt Nam với Trung Quốc vẫn luôn luôn không thay đổi và việc duy trì quan hệ kinh tế chính trị chặt chẽ với Trung Quốc vẫn sẽ là trọng tâm của chính phủ Việt Nam. Thứ hai, nó liên quan đến vấn đề Biển Đông. Là một trong những quốc gia giáp biển không thể bỏ qua Việt Nam khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. Đặc biệt Việt Nam cũng là một trong những quốc gia được Mỹ cố gắng lợi dụng vấn đề Biển Đông để lấy lỏng. Trong mắt Hoa Kỳ, Việt Nam có thể được sử dụng cho mục đích riêng của mình giống như Philippines. Tuy nhiên, đây đều là những ý đồ đơn phương của Mỹ vì về vấn đề Biển Đông, Việt Nam chưa bao giờ tiếp thu lời nói của Hoa Kỳ. Về vấn đề này, Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã có thỏa thuận. Bộ quy tắc ứng xử chung ở Biển Đông, bởi vậy Mỹ chỉ có thể lôi kéo được Philippines mà thôi. Điểm khác biệt giữa hành động của Philippines và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là Việt Nam chỉ dựa vào sức mạnh của mình để đối đầu với Trung Quốc. Còn Philippines lại nhận được sự kích động và hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Điều này cũng khiến cho chính phủ Marcos thêm niềm tin mù quáng rằng họ có thể sử dụng lực lượng bên ngoài để buộc Trung Quốc phải thỏa hiệp. Chúng ta cần thái độ như vậy từ phía Việt Nam. Chỉ cần các nước xung quanh Biển Đông không bị Mỹ mê hoặc như Philippines thì chúng ta sẽ có ít phản kháng hơn khi đối phó với Philippines. Khi Philippines là quốc gia duy nhất muốn nổi loạn thì dù có thông đồng với các lực lượng bên ngoài cũng khó có thể thay đổi được cục diện chung trên biển.
Ngoài ra thì 4 quan chức cấp cao của Việt Nam lần lượt đến thăm Trung Quốc cũng là điều bình thường. Đây là kết quả tất yếu của quá trình hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đang đi đầu ở Đông Nam Á, thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc cũng sẽ là hình mẫu cho các nước Đông Nam Á khác noi theo. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Tatiao phân tích chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang Trung Quốc. Có thể thấy phía truyền thông Trung Quốc cũng đang rất hào hứng khi quan hệ hai nước đang có những bước chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây. Dù có những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc tiếp xúc ngoại giao giữa hai quốc gia. Hợp tác kinh tế và chính trị vẫn diễn ra tốt đẹp. Với sự tương đồng về thể chế, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp mà còn là trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm cũng là dịp quan trọng để hai bên trao đổi ở tầm chiến lược về các vấn đề lớn trong quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm, qua đó tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác địa phương. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Dù sao thì hai nước cũng là láng giềng, điều này không thể thay đổi được. Nó buộc hai quốc gia phải thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao để tránh những xung đột lợi ích nổ ra. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai đảng, hai nước. Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến sẽ ký thỏa thuận hợp tác mới với nhiều nội dung mới phong phú, cho thấy mức độ hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung. Chuyến thăm cũng nhằm cụ thể hóa việc thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng sâu hơn, trong đó có thúc đẩy tin cậy chính trị cao hơn và củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, hai bên cũng sẽ phối hợp ủng hộ nhau trên các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và thế giới, góp phần tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn mới, cùng nhau chung tay phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã đơn phương công bố đường cơ sở mới trên Vịnh Bắc Bộ. Đây được xem là một hành vi xem thường luật pháp quốc tế và xem thường cả Việt Nam, khi nước này coi đất nước hình chữ S như không tồn tại ở vùng vịnh giàu tiềm năng hàng đầu. Nhưng mà nguy hiểm hơn là, đường cơ sở mới của Trung Quốc còn gây hại không nhỏ đến lợi ích của Việt Nam. Nó một lần nữa cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc muốn thâu tóm vùng biển rộng lớn để tha hồ khai thác các tài nguyên quý giá tại khu vực này. Chính vì vậy mà những tuyên bố được Hoa Lục đưa ra đã bị Việt Nam phản ứng gay gắt. Đáp lại điều đó, nước này chỉ đưa ra những lời giải thích qua loa, chiếu lệ, khiến ai nấy cũng đều bức xúc vô cùng. Vậy câu trả lời trên đã diễn biến ra sao? Tại sao nói đường cơ sở mới của Trung Quốc lại là mối nguy hại khôn lường đối với đất nước hình chữ S? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Mời các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày. Các bạn thân mến, theo một trang tin uy tín của nước ngoài cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1 tháng 3 năm 2024 đã công bố đường cơ sở thẳng cho phần lãnh hải của mình nằm trong Vịnh Bắc Bộ, khu vực mà hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã cùng nhau phân định rõ ràng vào năm 2000 và chính thức công bố vào năm 2004. Được biết, theo khoản 3 điều 7 của Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS năm 1982 có quy định rằng tuyến các đường cơ sở không được đi chạch quá xa, hướng chung của bờ biển và các vùng biển ở bên trong các đường cơ sở này phải gắn với đất liền đủ đến mức đạt được chế độ nội thủy. Thế nhưng trong số các tọa độ xác định điểm cơ sở mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố lại có 2 điểm là đảo nằm xa bờ. Đó là điểm cơ sở có tọa độ 21 độ 00 phút 36 giây Bắc đến 109 độ 5 phút 12 giây Đông, tức là đảo Jeju cách đất liền Trung Quốc khoảng 45 hải lý, và tọa độ 20 độ 54 phút 12 giây Bắc đến 109 độ 12 phút 24 giây Đông thuộc đảo Xiejiang cách đất liền Trung Quốc khoảng 30 hải lý. Điều này khiến cho đường cơ sở của Trung Quốc nằm cách rất xa bờ.
Ngoài ra, 3 điểm cơ sở đầu tiên trong danh sách các điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố cũng nằm ngoài khơi đảo Hải Nam, tỉnh Hải Nam. Trong khi đó, các điểm còn lại thì nằm ở ngoài khơi tỉnh Quảng Tây của nước này. Do đó, khi kết nối với các điểm cơ sở kể trên lại, đường cơ sở mà Trung Quốc vừa công bố sẽ cắt ngang eo biển Hải Nam, hay còn gọi là eo biển Quỳnh Châu, nằm giữa đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Tây. Nó vi phạm nghiêm trọng khoản 3 điều 7 của UNCLOS năm 1982 được cả thế giới công nhận. Theo đó, nhà phân tích chính trị, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết, việc Trung Quốc vẽ lại đường cơ sở là việc làm vi phạm luật pháp quốc tế và hoàn toàn sai so với các thỏa thuận song phương đã có trước đó. Còn nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh thì lại nhận xét rằng, từ trước đến nay cá nhân tôi vẫn tin là Trung Quốc không dễ gì tuân thủ công ước quốc tế về luật biển. Và như chúng ta cũng thấy, họ đã công bố một đường cơ sở mới, vi phạm công ước UNCLOS năm 1982 gây tác động lớn đến các vấn đề khác của Việt Nam trong tương lai gần. Đồng ý với hai quan điểm trên, nhà nghiên cứu Phan Văn Song, một cộng tác viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông nói, do đường cơ sở mà Trung Quốc mới bổ sung quá xa bờ, nên nó sẽ kéo theo đường biên lãnh hải nằm lấn xa ra biển. Trước nhất thì nó chắc chắn ảnh hưởng đến các quyền liên quan khác của tất cả các nước, kể cả Việt Nam có chủ quyền trong vùng vịnh này. Không riêng gì các nhà phân tích bình luận trong nước, kể cả các chuyên gia nghiên cứu nước ngoài cũng có cùng quan điểm nêu trên. Chẳng hạn như ông Shashank S. Patel, một nhà phân tích địa chính trị theo dõi chặt chẽ các hoạt động ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đã nói với trang tin Eurasian Times rằng việc Trung Quốc tuyên bố một đường cơ sở mà nhìn trên bản đồ có vẻ lấn lướt quá như vậy sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn đến vùng đặc quyền kinh tế EEG của Việt Nam và cả vùng biển tranh chấp tại đó. Có lẽ mục đích của Trung Quốc khi đơn phương đưa ra đường cơ sở mới này là nhằm hạn chế các đòi hỏi về quyền lợi của Việt Nam tại vùng EEG của chính Việt Nam sau này. Theo đó, Trung Quốc sẽ giành được nhiều quyền tiếp cận hơn tới các ranh giới trên biển. Nhờ vậy mà, họ có thể ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây đối với các vấn đề ở Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, từ đường cơ sở mới còn giúp Trung Quốc cản trở quyền tự do hàng hải, ngăn cản công tác nghiên cứu khoa học, lắp đặt cáp và đường ống dẫn khí, cũng như các nỗ lực bồi đắp đảo của Việt Nam trong tương lai gần. Chính vì những lý do nêu trên mà phía Việt Nam đã đưa ra phản ứng cực rắn trước đường cơ sở mới được Trung Quốc công bố rộng rãi. Nó đã được trang báo điện tử Người Lao động của Việt Nam đưa tin như sau. Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 14 tháng 3 năm 2024, phóng viên trong nước đã nêu câu hỏi về việc Trung Quốc công bố đường cơ sở thẳng trong vịnh Bắc Bộ để mọi người có được câu trả lời thỏa đáng từ chính phủ nước nhà. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia tiếp giáp vịnh Bắc Bộ, ngày 25 tháng 12 năm 2000, hai nước đã ký hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Nó có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2004, giúp xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của mỗi nước trong vùng vịnh này. Vì vậy, Việt Nam kiên quyết bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo hiệp định đã ký kết, cũng như theo quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày 6 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Việt Nam liên quan đến tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ Trung Quốc về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của nước này. Đồng thời, Việt Nam cũng cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 khi xác định đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải. Nó phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế phù hợp với UNCLOS. Chính vì thế mà Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định phân định lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ được ký kết năm 2000 và cả UNCLOS năm 1982 được công nhận trên toàn cầu. Đứng trước hàng loạt các phản ứng trái chiều dành cho mình, Trung Quốc có lẽ cũng ít nhiều chột dạ về hành động sai trái vừa qua. Vậy nên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng trấn an rằng việc thiết lập đường cơ sở mới của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam hay của bất kỳ quốc gia nào khác. Ngược lại, nó sẽ giúp tăng cường hợp tác hàng hải quốc tế giữa Trung Quốc và các nước có liên quan, đồng thời nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên, ai ai cũng biết đó chỉ là những lời ngụy biện của Trung Quốc mà thôi. Người được hưởng lợi ích lớn nhất cùng với các đường cơ sở mới kể trên chính là Hoa Lục, chứ chẳng phải là ai khác. Nó không chỉ cho thấy được sự tham lam của Trung Quốc trong việc phân chia vịnh Bắc Bộ, mà nó còn cho thấy được lối hành xử ngang ngược vô đối của nước này trước các vấn đề quan trọng như vậy. Rõ ràng Trung Quốc luôn cư xử với nước khác theo kiểu kẻ cả, bất chấp đúng sai. Chỉ cần Hoa Lục muốn là được mà không cần phải thảo luận, thương thuyết hay bàn bạc với ai làm gì. Vì vậy có thể nói, việc đưa ra đường cơ sở mới của Trung Quốc chính là hành động xấu xí kế tiếp, khiến cho các quốc gia trong ngoài vùng ngày càng ác cảm với Hoa Lục, đồng thời
khiến cho hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế ngày càng trở nên méo mó, dị dạng và khó coi vô cùng. Thiết nghĩ Trung Quốc nên thay đổi ngay cách hành xử chẳng giống ai của mình, để lại danh dự cho quốc gia, cho dân tộc. Nhưng trên hết vẫn là để hòa lục, tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột không đáng có với các quốc gia láng giềng và cả với các cường quốc khác trên thế giới hiện giờ. Bởi vì Trung Quốc nên nhớ rằng, hiện tại không chỉ có mỗi mình là anh đại, xung quanh Trung Quốc còn có Mỹ, Nga, Ấn, Úc và cả Nhật, Hàn. Hầu hết các quốc gia này đều đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Họ sẵn sàng hỗ trợ cho nước bạn trong việc phát triển đất nước toàn diện và nhất là hỗ trợ Việt Nam kiềm chế Trung Quốc, xây dựng giấc mơ vương quyền. Nếu Trung Quốc không biết kiềm chế chính mình và tiếp tục có những hành động quá khích đối với Việt Nam cũng như với các quốc gia khác thì kết cục rất có thể là Trung Quốc sẽ phải đơn độc chống lại vô số kẻ thù xung quanh mình. Và đây là điều cực kỳ nguy hiểm đối với Trung Quốc hiện nay khi mà nội bộ nước này đang có những bất đồng lục đục suốt thời gian dài.